Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Bàn Tay Việt của mình các bạn nhé. Thì hôm nay lại chia sẻ với các bạn khắc bom trên trái bom hay là còn gọi là trái táo các bạn. Thì các bạn sẽ thấy thích thì like ủng hộ cho mình để mình có nhiều động lực làm lại những video mới nhất nha các bạn nhé. Thì cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin cảm ơn.